Yeah, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Vũ Lít. Và chào mừng các bạn đã đến với phần tiếp theo của Minecraft Dragon Block C. Và nếu các bạn cảm thấy thích ông ơi, xuống ông ơi. Xuống biển ông ơi. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này thì các bạn đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video cho mình nhá. Wow, bài cáo thế. Thì bây giờ mình sẽ không câu like rẻ tiền nữa. Thì rất nhiều bạn kêu mình câu like quá cho nên mình sẽ không câu like nữa. Thì như các bạn thể thấy á, số subscriber của mình hiện tại đang là 71.000. Và nếu tập này đạt được 71.000 lượt xem thì mình sẽ làm tập mới. Bởi vì dạo gần đây là mình rất là lười à, không phải là lười nhưng mà các bạn không biết đâu, Sài Gòn nó nóng lắm. Mà cái phòng của mình nhá, nó không có máy lạnh à, thì Sài Gòn nóng tầm 38, 39 độ. Và khi mà mình quay ấy, thì mình sẽ không mở phòng, mình chỉ có quạt thôi chứ không có máy lạnh. Và khi mình quay mình phải tắt quạt đi. Và vừa nói vừa chịu nóng rồi, nó như một cái cực hình nhá. Nhưng mà mình vẫn phải cố gắng làm cho các bạn xem. Các bạn thấy mình tốt không? Dễ thương vãi nồi. Rồi bây giờ cả cái giọng của mình đừng, không hiểu sao cái giọng mình nay nó bị sao sao á, mấy hôm nay nó bị sao sao mình, cho nên mình rất là lười làm, mình bị đau họng các bạn ạ, nói rất là khó. Hiểu bây mình sẽ kiếm một chỗ nào đó, bây mình sẽ đi về để làm cái nhiệm vụ tiếp theo. Nhưng mà trước khi đi về đó, mình muốn là chạy vòng vòng quanh cái nhà của ông rùa này để xem là nó có gì mới không. Thì có mấy cây, sao lại có gỗ rừng ở chỗ của ông rùa ta? Mình lấy thử xem có lấy được không nhá. Không lấy được à? Lẽ ra là phải có mấy cây dừa ấy nhỉ, sao lại là gỗ rừng? Có thấy lạ không? Chỗ của thần rùa Kame phải là cái gì nhỉ? Phải là dừa ấy nhỉ, đúng không? Ok. Thế là khá là ok á. Thôi bây giờ mình sẽ đi lên thế kia đi. Quên phải mở cái này ra. Ok. Về thăm Goku cái nào. Đây có hai cái gì gọi là hai cái này này mà chúng nó không có xuống từ dưới đây à. Thì chắc là mình sẽ xem nhiệm vụ tiếp theo sẽ là nhiệm vụ gì. Và chắc là mình sẽ xin điểm ấy à, mình không biết là xin bao nhiêu điểm, chắc là xin 32.000 điểm trước à, để nếu mà tí đánh không lại thì mình sẽ xin thêm. Mình thử xem nhiệm vụ tiếp theo là gì nhá à. Rồi bây giờ chúng ta phải đến cái chỗ Baby Day Ship. Ok. Thì mình sẽ đến hẳn cái chỗ nhà của Baby Day luôn. Mọi người thấy là mình đã tìm cái nhà của Baby Day đây. Thì chả có tội gì mình không đến tận nhà của nó. Ok. Đây. À. Ủa cái gì đấy? What the fuck? Con gì mới ấy? Why you think you can stop me? He he. Good good. Ủa chết rồi. Con mới bảo rồi. Vậy là chỗ dưới trong đấy, đấy sẽ là chỗ của Baby đây đấy. Như con quái mới này. Đây như con quái là đệ của Baby đây này. Bạn thể thấy đấy. Là chúng ta đã bắt đầu vào cái cuộc chiến mới nhất rồi. Cuộc chiến với lại Baby đây. Ok. Tưởng con ngựa cái tưởng gì cơ. Bây giờ mình sẽ xin mã nhá. U ai chịu cái gì đó? Rồi dùng bi tưởng cái gì cơ. Ra nho này phải, chiếc zombie ra nho này. Từ từ trước khi đến chỗ của bạn Bibi đây á, G R M C C T B 3 2 1 2 3. Ui 100 máu. Ủa sao lại trên đây có nhiều quái nhỉ? Sao đây bắt đầu nó xuất hiện mấy quái lạ vào đây? Kiểu ghê quá. Thôi bây giờ mình sẽ đến chỗ thần rùa à, thần thần mèo để gì để mình lấy cái gọi là cái từ từ mình đi về nhà chứ á, từ mình đi về nhà chứ á. Đây có đúng ở nhà mình không nhỉ? Như đúng rồi đó. Bây giờ mình cần phải về để mình lấy cái gọi là một ít đồ ăn các bạn ạ. Nếu mình không có đồ ăn thì mình sẽ khó thể đánh bại được những cái cuộc chiến này đấy. Vì thế mà chúng ta cần đồ ăn các bạn ơi. Không có phở nhỉ? Cái trò này mình thích nhất là phở, cũng không có sushi ăn tạm vậy. Thực sự là mấy con quái ở đây nó không thành vấn đề với mình, bởi mình mạnh quá rồi. Hay là mình có cần phải quay trở lại hành tinh Namek để mình lấy kia không nhỉ? Rồi ăn hết cái này đi. Rồi. Bây giờ mình sẽ đến chỗ này. 200 đi.
the fuck, mình đang đâu đấy? Tôi chết, mình đang ở trong kia rồi. Mình đang ở trong trong cái kia rồi. Đừng có 200, 150 thôi. Đúng rồi, chỗ này đúng rồi. Bay gặp thần mèo cái. Hello, lâu quá không gặp ông ơi. Vẫn chưa có à? Vẫn chưa có được đồ thần các bạn ơi. Vậy là quyết định cuối cùng của mình là phải đi gặp Bibi đây rồi. May vào tập 1 gặp luôn đấy nhá. Không gặp rồi. Ui trời ơi, cao quá. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng vào chỗ này nào. Là Pui Pui, đánh Pui Pui trước. Ui Pui Pui là con gì nhỉ? Để mình nhớ. Mình có cần biết siêu ra không nhỉ? Kệ, bây giờ con nào cũng phải biết siêu ra hết. Bởi chứ nó mạnh lắm. Thì trước nhiều bạn kêu mình cầm katana để đánh thì ok, tập này mình sẽ cầm katana để đánh nhá. Rồi, Pui Pui thằng nào. À, cái thằng ghé này. Ui, mà thằng ghé 5.000 máu vậy, the fuck. Mày, thằng ghé, mày chết đi. Quên đi xin điểm bạn ạ. Rồi, this cannot be. Biết người thường á. Rồi, bây giờ mình sẽ cộng điểm. Mình nghĩ là phải cộng điểm, cộng sen lên cho nó nhiều máu. Ui tốn nhiều điểm quá. Bạn ơi tốn tốn điểm quá bạn ơi. Ui cộng tí gần hết điểm rồi. Như bạn nói là 100 điểm hết mà còn chưa đánh xe bộ hung mà. Bây giờ mình chưa được 100 điểm hết thì làm sao mình đánh được mấy thằng ở trong đây đây. Mỗi 4-5 máu. Mình đang hồi điểm kia. Rồi nhiệm vụ tiếp theo là BBD relax hit gọi cho một cái con monster của hắn là con da con. Đừng có cho hắn lại gần bạn. Da da cần sẽ mang lại bóng bóng tối cho bạn này. Rồi chắc mình sẽ xuống dưới chỗ của BBD đây thôi. Chắc đây là mấy tầng thôi đấy. Sao có đánh dưới đây? Đây như là phải đánh dưới đây là đấy. Thì bây giờ chúng ta phải đánh bại da con. Da con là thằng nào? Chia thằng chúng ta sắp chuẩn bị phê tây. Rồi mình đã được đầy cái cây rồi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị, bây mình sẽ gồng hết lên rồi mình sẽ gọi ra con ra rồi mình sẽ phang ra con để xem có ra con nó mạnh vãi lều không vãi. Ok gọi ra con ra chiến rồi. Hello. Ui ui nó to thế, đầu phập 7.000 máu to thế. Ra con mày, ra con, ra con, ra con, ra con, ra con, ra con. Ui ơi, đừng 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 chết, đừng chết, đừng chết em mày, đừng chết trước khi nó chết. Ôi mày quá. Yeah. Biết thằng người. Để cho nó hồi điểm ấy mà. Rồi, đã xong nhiệm vụ ra con, thì bây giờ nhiệm vụ tiếp theo là đừng nữa. Rồi, sau đó là Dabura. Các bạn nhớ Dabura không? Dabura là cái thằng mà nó nhổ nước nước miếng mà chết Piccolo ấy. À không phải, nó nhổ nước miếng mà cuối cùng là thằng Sơn có tên thằng thằng trắng ấy mà đụng vào cái thế là nát người nát người Piccolo đấy khắm vãi. Nhưng mà cuối cùng thì cũng không chết bởi vì Piccolo có cái khả năng mà hồi phục ấy. Thì Sebo Hùng cũng như là Mabu đã được như kiểu là lãnh hội cái chiêu đấy của Piccolo đấy để có thể như kiểu là có khả năng hồi phục ấy. Đấy nói chung là như vậy. Mình cứ đâu ngờ cái này có ít mod vậy mà ai ngờ nó có thể tuyệt vời này đâu. Làm một đống sô-cô-la ra có gì tí ăn để hồi phục nữa. Bây kinh nghiệm mình dành cho các bạn này là khi các bạn chơi cái này ấy, đánh nhau ấy, thì các bạn đừng có nên sử dụng cái gọi là cái skill. Bởi vì skill sử dụng rất là lâu và khi bạn biết chơi ra thì nó rất là mất như kiểu là nó mất rất là khi mà bạn biết chơi ra nó sẽ bị tụt cái điểm vàng vàng từ từ ấy. Cho nên khi các bạn sử dụng skill ấy, nó sẽ rất là mất thời gian. Vì thế mà trước khi mà các bạn sử dụng Q các bạn hãy suy nghĩ đến cái việc mà các bạn có nên sử dụng Q hay không đấy. Vì thế mà mình quyết định là mình đánh không bao giờ mình sử dụng Q, thà một là tay không hay là kiếm. Chứ sử dụng Q nó sẽ bị tụt đấy, bạn thấy điểm vàng tụt rất là nhanh không? Đấy. File nào? Dabura. À đấy, Dabura là thằng này này. Ui 12.000 máu, mạnh hơn cả Sơn Màu Hung à? Không sao, không sao, không sao. Ê. Ăn đã, ăn đã. Ui, này cũng có tele à? Thằng này cũng có tele này. Tôi đánh nó đánh mất máu á. Này ăn đã. Ăn để hồi. Đừng đụng em. Ấy à. Đau quá, đánh ngàn máu. Mày.
còn 3.000 máu, 3.000, 2.000, 1.000, 7.000, 1, 600, 4, 600. Chết rồi. Hết điểm mà rồi. Ăn vào anh ơi. Rồi hết điểm rồi, hết điểm rồi, hết điểm rồi. Để em gồng anh, để em gồng anh. Gồng đó, anh đâu rồi? Anh đâu rồi? Được phẩm. Ờ anh đâu rồi? Anh tàng hình nhờ. Đậu phộng. Ơ. Ê, 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 có hóa thật. Chết đi, chết đi. Chết đi, chết đi. Chưa biết xảy ra nữa. Biến biến nốt, biến nốt, biến nốt. Rồi. Mày chết. You are in that for me but for in not ok. Rồi bây giờ phải đánh với con ma bư béo. Da bư la sử dụng cái mà cái chiến đấu của mình á để như kiểu là chuyển cho một cái nguồn năng lượng cho ma bư và nó là đủ để cho hắn như kiểu là trở nên hoàn hảo à. Cái gì á? Nó đã như gọi là tiêu diệt đã Bula và như gọi là biến hắn thành một cái như gọi là sô cô la. Rồi tốt nhất là mình sẽ không đánh nhau mà bư bội bởi vì khả năng của mình tạm thời chưa có thì mình sẽ đi qua chỗ thần mèo đã. Mình chưa còn 50. Hiện tại là mình chưa muốn đánh nhau với lại Majin Bư. Thế nên hẹn các bạn tập sau mình sẽ đánh Majin Bư nhá. Ơ chưa gồng à? Chưa, tạm thời là tập này là mình chỉ đánh được Dabula thôi. Chứ mình thấy là điểm mình cộng như vậy mà Dabula 12.000 máu nó mạnh hơn cả Sebo Hung nó vãi thật. Rồi bây giờ mình sẽ gặp thần mèo. Đã tới lúc mà đấy đầu thần chưa? Rồi. Mình phải lấy 2-3 cục á rồi mình đánh được con ma bư bởi nó mạnh lắm. Xuống á. Bây giờ mình sẽ đi TTP khắp nơi để mình kiếm cái gọi là cái sa mạc. Rồi. Thề luôn. Mãi không thấy cái sa mạc đâu á. Đây cũng không có sa mạc à, thấy chưa? Mình sẽ TP khắp cái thế giới này xem khi nào mình sẽ được cái thấy cái sa mạc đây. Đây là biển à? What? Sa mạc. Mình đang chơi một cái trò chơi gọi là trò chơi may rủi. Mãi không thấy sa mạc đâu. Hy vọng ở đây sẽ là sa mạc. Mình nghĩ là TP. Ô, chỗ này cũng khá đẹp mà chỗ này là cái vùng mà đất sét này, nhìn cũng khá là tuyệt đấy. Nhưng mà không phải sa mạc đâu. Cái này hình như là một cái chỗ trong những cái địa danh hiếm ở trong Minecraft này. Nhưng mà mình thấy chỗ này cũng khá được. Ok. Nhưng mà nó hiện tạm thời thì nó chưa phải chỗ mình cần tìm cho nên là cũng bình thường thôi. Nếu mà bây giờ ra chỗ sa mạc đấy thì quá là không bình thường luôn. Đây rất có thể là sa mạc này. Bây giờ mình cần xương rồng cho nên mình TP. Lần trước mình cũng TP. Và tập này mình cũng TP, yeah. Cố gắng tìm được một ít cái gọi là cát đi. Rồi mình TP khắp bản đồ rồi đấy. Mà vẫn chưa thấy sa mạc đâu. Đây à, đây sa mạc đây à. Đúng không ta? Bay vào tí xem nào. Ok kia rồi. Đây giới thiệu các bạn sa mạc, cuối cùng mình đã tìm thấy sa mạc. Lần trước mình hỏi khá nhiều bạn là cách cái chỗ mà sa mạc ở đâu thì rất nhiều bạn không chỉ. Đấy. Mình rất là buồn vì điều đấy. Mà biết làm gì hơn đây. Bây mình sẽ đi làm một cái máy dò tìm ngọc rồng à, đúng không? Đây có rất là nhiều như kiểu là xương con ngựa nó rồng. Để mình sẽ một mình sẽ lấy một đống luôn. Để như kiểu là dư giả hả? Cái gì mốt con xài. Mới được có 5 rồi. Ôi đây nhiều xương rồng quá. Tuyệt. Phải đun này lên nó mới ra màu xanh của xương rồng đúng không? Vậy mình cứ lấy tầm 30, 20 gì á. Lấy nhiều nhiều có mất cái gì đâu. Đỡ mất thời gian quay lại. Đúng không bạn? Quá là tuyệt vời luôn. Ok. Tập sau chúng ta sẽ chiến đấu với Majin Buu nhá. Không biết là mình cần xin bao nhiêu điểm thì nó mới đủ đây. Trời ơi. Mình cảm thấy là càng ngày cuộc chiến nó càng căng con ngựa thảo. Vậy như đây có một cái làng để mình thử vào xem nào.
một ngôi làng ở xa con ngựa nó mạc, và có một cái căn nhà đây thường người nó sẽ có đồ, và không biết nó sẽ cho đồ gì. Biết đâu nó cho mình nguyên cái gọi là cái gì nhỉ, nó cho mình cái máy dò tìm màu rồng luôn, đỡ phải đi lấy, quá là tuyệt vời luôn. Xem nào, gì đấy? Ồ, cái yên ngựa. Bạn thấy là Sugoku có khi nào cưỡi ngựa đâu. Trời ơi, bên mình có 19 này này. Ổn, bên kia ổn thế. À, thứ mình cần bây giờ là đá đỏ. Có đá đỏ không nhỉ? Hình như mình không có đá đỏ. Ồ, rồi bây giờ bắt đầu căng là không có đá đỏ đấy. Chắc phải đi mai miết rồi kiếm đá đỏ rồi. Có sách. Thôi đi về đã. Dù sao chỗ này nó cũng không còn lại gì quá gì gọi là quá khiến cho mình phải như gọi là phải như bận tâm đến, đúng rồi. Ồ, đây là nóc nhà. Ok. Sorry mọi người, giọng mình hôm nay mình bị xì mũi, à bị sổ mũi cho nên là cái giọng nó không được tốt. À đây có đá đỏ rồi, ok, khá là ngon. Vậy chắc là đủ á. Rồi bạn thấy chưa? Rồi phá hết cái nát cái chỗ này rồi. Ồ, phải đun một cái gì đây? Đun một cái gì đâu? Không đun được. Có, mình không có than rồi. Có hắc diện thạch kìa. Ok. Rồi, đun một cái gỗ này đi. Từ bỏ thành cái gỗ kia đi, đun cho nhiều. Ơ, có than nhé, fuck. Đây, trong thời gian chờ đợi thì mình phải tu con ngựa nó sửa lại căn nhà này. Mình không biết là có nên không, bởi vì thấy tu sửa thì nó cũng như vậy thôi. Và căn nhà này giờ nhà mình thì nhà cấp 4 mà ở nhà dột con ngựa nát nhất thế giới rồi. Mình chưa thấy cái nhà nào nó dột nát hơn nhà mình nữa. Mày, mày, ok. Ồ, ồ, cháo cái gì hot. Đây có cái bánh cà rốt này, thôi để tạm đây, có gì mốt đói đớp luôn nữa. Đâu á? The fuck. Đây, không ăn được. Tạm thời là mình chưa đói, ok. Ăn chưa đói cho nên ăn chưa muốn ăn á. Hả? Ok. Đây sẽ làm một cái gọi là cái máy giò ngọc rồng rồi. Nó hình như trang cuối đúng không? Mấy cái mod thì nó thường ở trang cuối. Đây, máy giò ngọc rồng đâu? Cái đậu thần nó làm đúng không? Làm được đậu thần à? Thì chúng ta cần cái này trước à? Như mình có đủ rồi đúng không? Mình thiếu vàng thì phải. Ừ, thiếu vàng. Rồi bây giờ vàng lại cần luôn. Bây giờ thiếu vàng, rồi chết. Mình tưởng mình đủ hết, ai ngờ thiếu vàng ạ. À, có khi nào mình vứt vàng đi không ta? Bây giờ bay ra mấy chỗ này. Ồ, mưa. Vừa đi ra ngoài trời mưa, thôi đi về. Tìm về nơi trú mưa. Ok. Yo. Ồ, từ đây có một cái hang. Ê, nhảy cao cao quá, nhảy khó ghê. Mưa. Ok, tốt nhất là vậy, bởi vì mình không muốn mọi người bị ồn. Ồ, mình nhớ là mình có nhiều kia lắm mà ta, có nhiều vàng lắm mà ta. Thôi bây giờ mình sẽ đi đào vàng nhỉ. Nhiều đồ quá, nhiều đồ dư quá, chả biết để cái nào tới cái nào này. Còn thấy không? Mình sẽ cất bớt đi. Ngọc rồng rồi, bây giờ mình phải làm cái máy dò tìm ngọc rồng để mình có một điều ước là mình sẽ trở thành YouTube số 1 Việt Nam. Mình ước tìm mãi không thấy. Con nấm này, ui bay cao thế. Bay như zin zin thế này. Và ok, chắc là mình sẽ dừng tập này đây nhá. Và mà khá là nóng. Ồ, Sài Gòn mấy hôm nay nóng 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 quá, mình chịu không có nổi các bạn ơi. Nên là có lẽ mình sẽ dừng ở đây. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này ấy, thì các bạn đừng quên like và đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé. Nếu tập này ấy, mà đạt được con số mà lượt xem mà qua số lượt sub của mình ấy, thì mình sẽ làm thêm, ok. Rồi bye bye. Giờ mình khá là như kiểu nóng như này, mình khá là lười. Không phải là lười đấy, nhưng mà nó nóng quá bạn ơi. Cho nên là mình ok, bye bye mọi người. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau. Và những cái series khác. Ok, bye bye.